vào ngày 1 tháng 8 năm 2020 thì châu Âu chính thức đã cho phép Việt Nam được tự do trao đổi mua bán và xuất khẩu thị trường cá ngừ của Việt Nam sang châu Âu. Khi chúng ta được tự do trao đổi và mua bán thì các cái doanh nghiệp mà thu mua cá ngừ ở Việt Nam họ sẽ không phải đóng một cái mức thuế rất là cao khi xuất khẩu cá sang châu Âu. Và cái việc kiểm tra và kiểm ngặt của cá ngừ ở Việt Nam thì nó sẽ có phần gọi là thông thoáng và thoải mái hơn. Thì hy vọng đây là một cái tin rất là vui cho những anh em khai thác cá ngừ đại dương của tỉnh Phú Yên và tất cả các cái tỉnh thành khác trong cả nước. Mình đang chạy vào khu vực của cảng cá Đông Tác thuộc phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Đây là nơi có đội tàu thuyền khai thác cá ngừ đại dương nhiều nhất của tỉnh Phú Yên, phường Phú Đông và phường 6 thành phố Tuy Hòa. Một vòng quanh cảng cho anh em xem. Cảng cá rất là rộng và rất là đẹp nha anh em. Đấy, tàu thuyền trong cảng rất là nhiều. Đây toàn là ghe khai thác cá ngừ đại dương cùng với là khai thác cá chuồng nha anh em, lưới chuồng. Bây giờ mình quay một vòng quanh cảng trước cho anh em xem rồi mình sẽ đi quay đội tàu cá đánh bắt xa bờ. Mình đang có mặt tại cảng Đông Tác thuộc phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Thì phường Phú Đông cùng với phường 6 của thành phố Tuy Hòa là hai khu vực có cái đội tàu khai thác cá ngừ đại dương nhiều nhất của tỉnh Phú Yên. Tỉnh Phú Yên là một trong ba tỉnh đứng đầu cả nước về khai thác cá ngừ đại dương. Và các cái số liệu cụ thể được thống kê vào năm 2018 thì toàn tỉnh Phú Yên khai thác được 4.000 tấn. Và tỉnh đứng thứ nhì đó chính là Khánh Hòa, khai thác 5.000 tấn. Và tỉnh đứng đầu tiên của cả nước về khai thác cá ngừ đại dương đó là tỉnh Bình Định với số lượng của năm là 9.400 tấn. Thì tỉnh Phú Yên là đứng thứ ba của cả nước về khai thác cá ngừ đại dương trong những năm vừa qua. Tuy nhiên những con số mà Bình vừa nói đó là thống kê của năm 2018. Còn những năm 2019 và năm 2020 thì con số khai thác cá ngừ đại dương đã giảm xuống đáng kể, đỡ đứng thứ ba của cả nước về sản lượng khai thác cá ngừ cùng với số lượng tàu cá là một điều không phải là dở ha. Toàn bộ bà con ngư dân ở đây đều làm một cái nghề duy nhất đó là làm biển hết và khai thác cá ngừ hết toàn bộ luôn anh em.
Bữa nay là câu kéo là về nghỉ mùa đông anh em, về nghỉ mùa đông đem về hết trơn rồi. Dây neo tránh bão nè, neo cột giăng chằng chịt luôn. Quá trời ghe tàu luôn. Đi tuốt ở dưới cảng bên kia lên trên này nguyên một cái dãy rất là nhiều lớp ghe, lên trên này còn đậu lắng qua phía bên kia nữa. Anh em thấy số lượng ghe tàu quá là nhiều. Đó, giống như mình nói là có một điều rất là hay là ở cái cảng ké Đông Tác họ xây những cái khu vực mà cầu cảng giống như hình thức bờ kè đó, nhưng mà không phải bờ kè. Hình thức cầu cảng là ghe tàu có thể cập vô đó được hết. Đấy. Ở khu vực phía bên kia thì mình thấy chưa có những cái lớp cao su, chứ ở phía bên bên gần cái khu dân nè là có những lớp cao su hết. Phía bên kia là những cái khu mà không có dân, cho nên là ghe tàu ít khi cập vào những cái khu vực đó, cho nên họ chưa có trang bị cao su anh em. Có một cái lý do rất là đáng buồn, đó là một số tàu cá của Việt Nam đã đánh bắt khai thác vào những cái vùng vượt cái khu vực khai thác của lãnh hải Việt Nam, cho nên là đã bị Ủy ban châu Âu rút cái thẻ vàng cho cái thị trường mà xuất khẩu cá ngừ đại dương sang châu Âu. Chính vì điều đó cho nên là đã gây rất là nhiều khó khăn cho các cái doanh nghiệp thu mua cá ngừ đại dương khi xuất khẩu qua thị trường châu Âu là bị kiểm ngạch rất là khó khăn, và cùng với là đóng một cái mức thuế rất là cao. Khi đóng các doanh nghiệp đóng một mức thuế cao thì họ sẽ mua cái giá cá ngừ đại dương giảm xuống rất là nhiều. Những năm vừa qua thì các cái đội tàu khai thác cá ngừ đại dương của tỉnh Phú Yên họ đã hạn chế việc đánh bắt cá ngừ bởi vì cái giá cá nó rất là giảm, và một số tàu cá anh em đã chuyển qua cái ngừ lưới chuồng. Nhưng cho đến tại thời điểm bây giờ có một tin rất là vui, đó là vào ngày 1 tháng 8 năm 2020 thì châu Âu chính thức đã cho phép Việt Nam được tự do trao đổi mua bán và xuất khẩu thị trường cá ngừ của Việt Nam sang châu Âu. Khi chúng ta được tự do trao đổi và mua bán thì các cái doanh nghiệp mà thu mua cá ngừ ở Việt Nam họ sẽ không phải đóng một cái mức thuế rất là cao khi xuất khẩu cá sang châu Âu, và cái việc kiểm tra và kiểm ngặt của cá ngừ ở Việt Nam thì nó sẽ có phần gọi là thông thoáng và thoải mái hơn. Thì hy vọng đây là một cái tin rất là vui cho những anh em khai thác cá ngừ đại dương của tỉnh Phú Yên và tất cả các cái tỉnh thành khác trong cả nước. Đây rất là nhiều tàu cá. Mình đi xuống dưới kia còn một lớp tàu cá nữa. Toàn bộ ghe ở đây là ghe khai thác cá ngừ đại dương cùng với lưới chuồng hết nha anh em. Đấy. Này mấy cái cần câu đèn nè, mấy cần châm nữa câu đèn nè. Mấy ghe có cần này là toàn là ghe đánh bắt cá ngừ đại dương không à. Ghe tầm 15-16 mét và 17-18 mét cũng có, nhưng ở khu vực này đa phần 15-16 mét là nhiều, nhưng mà đi các cái vùng rất là khơi xe anh em. Khơi xe đánh bắt tốt các cái vùng giáp biên của lãnh hải Việt Nam. Ở bên kia phía kia còn rất là nhiều lớp ghe anh em, rất là nhiều. Đấy. Và qua hết mấy cái lớp ghe này là còn ghe ở bên phía khu vực kia nữa. Cảng cá Đông Tác mình thấy có một điều rất là hay, đó là đây là cái khu vực cập để trao đổi mua bán cá, cùng với là anh em có thể là xuống đá tại cái khu vực này bốc tổn để đi. Còn các cái ghe khu vực về neo đậu thì họ cũng phân bố các cái
cái khu vực để anh em neo đậu rất là tốt. Đó, mình thấy là xung quanh họ xây các cái bờ kè anh em, bờ kè và ghe có thể cập vô các cái bờ kè đó hẳn luôn, gọi là các cái cầu cảng á, nó giống hình thức như các cầu cảng vậy, nhưng mà họ xây thành chữ tơ. Đó, ghe có thể cập vô đó để lấy tổn hoặc lấy những cái đồ lặt vặt hay là sửa sang rồi gì đó cũng rất là tốt. Họ chúng ta không cần phải cập cảng này, đỡ dành cho các cái ghe mà họ làm những cái việc mà cần phải xe này xe nọ vô đỡ chuyên chở hơn. Đó. Còn chúng ta làm những cái việc mà lặt vặt thì chúng ta cập quanh họ có những cái cầu cảng hết. Đó, rất là hay, rất là đẹp anh em. Bây giờ mình sẽ đi qua tận cái khu vực đó luôn để khám phá thử cái cách xây ở bên đó và cách bố trí cầu cảng rất là hay. Đây một số anh em, đây anh em, bây giờ mình đang đứng ở trên cái khu vực của mấy cái cầu cảng chứ không phải là đứng ở khu vực phía bên cảng phía bên kia nữa. Đó, giống như nãy mình nói là ở bên phía những cái cầu cảng này nè, cảng họ làm luôn những cái thành cầu này hết và có bật cao su cho ghe vào đây cặp luôn. Ghe cũng có thể vào đây cặp ha. Cặp rồi làm những cái chuyện mà nhỏ nè, có những cái con đường đi ra nè anh em. Còn những cái chuyện lớn làm ở phía bên kia. Đấy, phía bên cảng chính. Và những cái cầu cảng này nó không chỉ giới hạn ở một cái khu vực gần cảng hoặc là gần nhà, mà những cái thành cầu cảng này nó ôm hết luôn cả tất cả các cái khu vực ở trong cái lòng sông của ghe đang neo đậu luôn nha anh em. Đó, nó đi vòng qua hết phía bên kia và lên giáp hết cả cái dãy ghe này đều có những cái thành cầu cảng như vậy. Đó, mình rất là thích cái kiểu mà thiết kế cùng như là cái kiểu mà đầu tư cho bà con ngư dân một cái lòng sông neo đậu rất là tốt. Còn phía ở bên cái lòng sông này nè anh em, đó lòng sông này đi thẳng ra đó, đó chính là phía bên kia chính là phường 6 của thành phố Tuy Hòa. Được phường 6 và phường Phú Đông thì được ngăn cách bởi con sông Ba bắc qua cầu Hùng Vương và cầu Đà Rằng. Thì phía bên này sông về phía nam chính là phường Phú Đông và phía bên phía bắc là phường 6, ngay tại trung tâm của thành phố Tuy Hòa. Thì ở cái cửa sông này đi ra đó chính là cửa sông Ba hay còn gọi là cửa sông Đề Diễn nha anh em. Đó, cái cửa sông thì rất là rộng nhưng mà cái lòng sông, cái dòng chảy của nó bồi đắp cùng với là sóng biển của bãi ngang nó hay tạo nên một cái cửa biển rất là cạn anh em. Cho nên là anh em làm cái nghề đánh bắt cá ngừ đại dương và cá lưới chuồng ở cái khu vực khi đi ra vào ở cái lòng cửa này cũng rất là e ngại. Nên là rất nhiều anh em mình hay quay các cái cảnh mà bóc cá lên xuống, bóc cá lên và bóc đá xuống, thì rất là nhiều anh em của phường 6 và phường Phú Đông hay vào trong cái cảng cá Phú Lạc để bóc ship lên xuống, nó rất là tiện lợi và cái cửa biển đi vô nó rất là nhẹ nhàng, rất là êm ái và thoải mái. Đây có một anh ngư dân nhưng mà ảnh làm lờ do không phải làm biển. Đây mình đánh lờ trên cái thúng này luôn hả anh? Dạ. Vậy là mình đánh ở trong cái khu vực lòng sông này hả? Dạ. Anh có khoảng bao nhiêu cái như thế này? 50 cái à. Dạ. 50 cái, 50 cái là cũng phải tầm mấy chục triệu chứ phải không anh? Dạ. Cái thúng này nó chở hết cái số lượng lờ của anh không vậy? Hết, chở đủ 50 cái à. À, lúc anh đánh vô nó có nước nữa, nó nặng hơn á chứ. Dạ. Như ở đây là mình đánh ké hay tôm hay cái gì chính đây? Đánh tôm với là cua rồi vậy. Dạ. Này ngày kiếm 500 300 không? Vẫn có, lúc đó cũng 100, 200 rồi, 300 rồi vậy à. Dạ, nhưng mà nó cũng ổn định, cũng nhẹ nhàng đúng không anh?
nhìn có vẻ hơi ấy nhưng mà em không hiểu, em làm biển nên bắt xe bờ mà. Rồi cảm ơn anh nha. Đây bên kia bà con ngư dân cũng còn sử dụng thúng chai nè anh em. Đấy. Phía bên này là có mấy chiếc thuyền con dạng như làm lưới hai rồi cũng làm lờ nhưng mà lờ biển anh em. Lờ biển, nếu mà làm lờ biển thì chắc chắn là phải chạy vô trong khu vực đầm ở trong Vũng Rô. Hôm nào mình quay Vũng Rô cho anh em xem. Chứ nếu mà làm lờ biển thì ở đây là bãi biển Phú Yên á. Mà từ khu vực Tuy Hòa đi vô tới mà cửa Đè Nông là nó thuộc loại dạng bãi ngang, nó không có đầm. Phải qua khỏi cửa Đè Nông vô trong Vũng Rô nó mới có đầm mới đánh lờ được. Chứ ở đây bãi ngang là mùa này là sóng lớn lắm nha anh em. Ok, xin chào và tạm biệt anh em nha. Hẹn anh em ở một cái video tiếp theo thú vị và hấp dẫn hơn. Mình sẽ đi khai thác và khám phá cuộc sống của người dân sống quanh những cái vùng biển, bất cứ về cái mảng đề tài gì nha anh em. Xin chào anh em.